Long, sinh năm 1814 ở Kim Long, Phú Xuân, Huế. Cậu là con trai duy nhất trong nhà, năm nay 15 tuổi. Cha cậu mất sớm, gia đình phải lâm vào cảnh mẹ quá con côi. Vì thương mẹ và không muốn mẹ phải chịu khổ nhiều, nên trong đành thu xếp sách đèn, theo chân bà con lối xóm về họ thợ, đúc dệt tơ cho hoàng gia. Mẹ ơi, mẹ mau rồi, mẹ xem nhỉ, có mở giờ được thưởng tơ, mẹ xem, đẹp không? Đâu, đưa mẹ xem nào. Gấm tệt rồi, hãy mẹ mặc chiếc áo mới này đi. Không được con ơi, nhà mình nghèo, mình cần tìm đống gạo, lại phải lợi ngại bán ngày Tết, tốn kém lắm. Hay là tội, con về thêm một tổng nữa, chỉ phải trả tiền tơ, công thì không mệt, như vậy tiết kiệm được nhiều, mẹ à. Con mẹ thật là ngoan, nhưng con cần giữ sức khỏe để làm việc, đừng nên phí sức như rứa. Alo, 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 toàn dân nghe chiêu chí, lệnh thiên hoàng minh mạng, chiêu chí cho trẻ trong làng gia nhập quân lính hoàng gia, ưu tiên cho người xứ Huế. Alo, alo, alo. Ồ, mẹ à, hãy con ý lệnh cho hoàng đế, được không mẹ? Liệu người ta có cho không con? Dạ, ưu tiên một cho người xứ Huế, con đủ điều kiện, tuổi 20, lực lượng, gốc Huế chính hiệu. Ừ, cũng tốt. Con sẽ gửi tiền lương về cho mẹ, đóng gạo. Lâm mi khéo lo, mẹ tự lo được, bi trừ con lợn rồi, con phải lo cho tương lai con nữa. Tương lai con về rồi, ăn cơm cổ đô, ngủ đất hoàn thành, phục vụ hoàng gia, không tổn lấy một xu, bao nhiêu tiền lương còn nguyên, tiền dư đụng đỉnh. Thôi nè, đừng vẽ vơi áo mộng nữa con, đến đâu hay đến đó. Thôi, con chuẩn bị đi ngủ sớm, mai còn vào cẩm thành đăng cai. Ừ, mà biết đăng cai ở mô? Dạ, mãi con đi, con sẽ hỏi thăm đường. Dạ thưa anh lĩnh, em muộn đăng cai. Bẩm quan, tên này muốn khai lĩnh. Mi tên chi? Dạ bẩm quan, con tên Trần Văn Trọng. Mấy tuổi? Dạ bẩm, con 20 tuổi. Nhìn mặt mi như vậy mà mới 20 tuổi? Dạ, con 20 tuổi thiệt. Ừ, 20 thì 20. Nghe giọng nói của mi biết nghi gốc Huế, không cần phải điều tra. Bẩm quan, con gốc Huế thiệt. Biết rồi, mi biết đọc biết viết không? Dạ bẩm quan, con biết. Ai dạy mi viết? Dạ thầy con. Thầy mi làm nghề gì, ở đâu? Dạ thầy con mật, hồi con 15 tuổi, từ đó đến đi con không được học nữa. Vậy à, thì cho mi đi giữ ngựa. Dạ bẩm, con chưa hề được cưỡi ngựa. Khéo vẽ, ai cho mi cưỡi ngựa? Nuôi ngựa, chăm sóc cho nó, còn cưỡi thì không đến phiên mi đâu. Mi có nợ nần ai không? Dạ bẩm không. Mi có mắc tội mang vạ gì với làng nước không? Dạ không. Tốt, rất tốt, mi ký tên vào đây. Rồi cầm giấy này vào lãnh quân phục. Trong thời gian Trần Văn Trân phục vụ trong quân đội, cậu gặp được đạo trưởng Tây Dương.
trông âm thầm trốn đi theo nghe giảng đạo. Sau đó về kể cho bạn nghe về những điều mới lạ học được. Trông trở thành nhà giảng đạo thứ hai, nhờ trí nhớ tốt, trông nhớ được gần hết những điều đạo trưởng Tây Dương dạy. Kể cho bạn nghe, cho mẹ nghe, nhờ những lời kể kia mà có nhiều lính hoàng gia tin theo Chúa. Tin này vang đến tai vua Minh Mạng, nhà vua đã ra chiếu chỉ cấm theo đạo Gia Tô. Sau 8 tháng phục vụ trong quân đội, tháng 11 năm 1834, triều đình ra lệnh những binh sĩ công giáo phải ra trình diện. Quan yêu cầu các anh phải tuân lệnh nhà vua bỏ đạo và đặt tên thánh giá. Cả 13 chiến sĩ công giáo đều cương quyết khước từ. Các quan bèn dùng biện pháp tra tấn dã man. Lần lượt 12 người từ từ bỏ cuộc. Chỉ còn một mình Andre Trân vẫn trung kiên đến cùng. Trần Văn Trông, mi coi 8 tháng trước đây, bổn quan nhận mi vào làm kỳ mã hốt phân ngựa. Mi nhanh nhẹn, lanh lợi, bổn quan đặt nhiều kỳ vọng nơi mi. Chưa kịp cất nhắc mi thì mi trái lệnh hoàng thượng tin theo đạo Chúa. Mi đi nhà Chúa hay nhà chùa? Dạ, con đi nhà chùa. Mi đi nhà chùa thì được tha về. Về đi. Dạ bẩm quan lớn, xin quan lớn nghe cho rõ, con đi nhà chùa. Đúng rồi, đi nhà chùa thì không mắc tội với hoàng thượng. Về đi, quét chuồng ngựa cho sạch. Dạ bẩm quan, con đi nhà chùa. Bổn quan muốn tha mi, nhưng mi lại cứng đầu. Bổn quan sẽ cho mi được toàn nguyện. Bây giờ ta cho mi một cơ hội cuối. Mi theo đạo Gia Tô hay theo hoàng thượng? Dạ, con theo đạo Gia Tô. Gia Tô, Gia Tô, thì cho biết Gia Tô. Tông gọi nó vào ngục, đập cho nó 50 hào, đốt cho nó, bắt nó bỏ đạo đó đi. Trần Văn Trung, 21 tuổi, quê quán Kim Long, Phú Xuân, Huế, còn quá phụ họ Trần, lính kỵ binh triều đình, can tội chống lại Minh Quân Hoàng Thượng theo tà đạo Gia Tô. Này nghiêm xử theo chiếu chỉ Minh Mạng hạ chiếu, án tử hành quyết trong ngày 28 tháng 11 năm 835, không được chậm chế, công bố hình phạt. Để dạy con dân biết kính tôn luật pháp nước ta. Trần Văn Trông, bây giờ hối vẫn còn kịp. Mi muốn sống hay muốn chết? Dạ, con muốn sống. Vậy thì mi bỏ đạo đi, ta tha chết cho. Dạ, con nhận quyết trung thành với Đức Chúa đến cùng. Mi điên rồi sao? Thấy mi chết, bổn quan cũng đau lòng. Dạ, con đội ơn quan. Trần Văn Trông, mi có điều gì muốn nói lần cuối không? Dạ, dù sống hay chết, con vẫn trung thành với Đức Chúa. Tháo gông nó ra, trói tay nó lại. Thi lệnh triều đình. Trần Văn Trông, bổn quan cho mi cơ hội chót. Mi hối cải vẫn còn kịp. Bẩm quan, sau này người hối cải không phải là con mô. À, đáo để, mi nói sau này bổn quan hối cải. Mi thấy trường hợp nào như thế chưa? Bẩm quan, Tây Dương đào trường kể tích xưa, có ông quan lớn tên là Pháo Lô. Ông thừa lệnh hoàng đế La Mã đi giết hại người Thiên Chúa giáo, một mình một ngựa. Trên đường đi ông bị sẽ đánh té ngựa mù mắt. Ta không còn biết hoàng đế La Mã là ai.
ta chỉ biết đến hoàng thượng nước ta. Ngài là con trời, ngài ra lệnh giết thì ta giết, quan không thì hành lệnh vua là bất trung. Nếu mình muốn sống thì nghe lệnh vua. Bẩm quan, con đã quyết. Con đã nhìn thấy chúa thánh thần giơ tay đỏ con. Hình ảnh đó rõ lắm, đẹp vô ngần, xả nạn như ảnh bình minh, tươi thẳm như hoa chợm nở. Ê mẹ, bổn quan không có giờ nghe mi tả văn chương. Văn chương chữ nghĩa ít gì cho khi đầu rơi xuống đất. Okay, thank you guys.